hướng tới mục tiêu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Hà Nội đã vào cuộc chủ động, lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, đảm bảo tiến độ, đúng quy định, đạt hiệu quả cao. Đối với công tác bầu cử thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị các bước theo đúng quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương và luật bầu cử. Trong cái tình hình dịch này thì chúng tôi phải cố gắng là có những cái phương án, đặc biệt là các đơn vị bầu cử thì chúng tôi sẽ tuyên truyền và đề nghị phải thực hiện theo quy định là 5K, khẩu trang, sát khuẩn và một số những cái nhiệm vụ khác là chúng tôi phải cố gắng là thực hiện. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các địa phương tại Hà Nội không lơ là, chủ quan, có tính toán kỹ lưỡng, có phương án dự phòng, nắm chắc địa bàn, tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng kịch bản phòng chống dịch COVID-19 trong ngày diễn ra cuộc bầu cử với mong muốn đây thực sự là ngày hội của toàn dân. Chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và công tác phòng chống dịch tại địa phương thì chúng tôi đã chuẩn bị tốt cái công tác phòng chống dịch và tập trung chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch để đảm bảo cho cái cuộc bầu cử là an toàn, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Cái dịch COVID này thì đối với ở Việt Nam chúng ta thì tôi thấy là rất quyết liệt. Thì đối với chúng tôi đi bầu cử đợt này, chúng tôi mang một cái ý thức, tức là đi là chúng tôi phải có khẩu trang và phải vận động nhân dân làm như thế nào, phải có mỗi người có một cái ý thức để tránh cái lây nhiễm về những cái COVID này, nó ảnh hưởng đến cái cộng đồng. Thành phố Hà Nội đang nỗ lực vừa thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra an toàn và đạt được hiệu quả cao.